Hello mọi người, mình đang đứng ở cái công viên Queen Elizabeth. Công viên này là rất nổi tiếng ở Vancouver luôn. Thì cái công viên này nó rất là rộng, phía bên đó là rất là nhiều sân tennis. Phía xa đó là mình thấy cũng tầm gần 10 sân tennis. Còn bên này có sân bóng rổ. Có cái chơi trò gì đây, hockey sao á. Thấy có gôn nhỏ xíu à. Ở bên đây sân tennis, mấy cái sân này là sân đá banh là miễn phí hết. Ai tới trước là chơi trước thôi. Sân trống quá trời luôn. Theo mình thấy là hơn 15 sân á, chứ không phải 10 sân nữa. Tại vì nguyên một dãy này là hơn 5 sân rồi, mà nó hai dãy, xong thêm một dãy phía sau nữa là mình nghĩ là phải tầm 15 sân. Công viên này khá là rộng. Nhưng mà nó vẫn không rộng bằng công viên Stanley Park. Bên đó nó sát biển luôn, công viên Stanley Park nó sát biển rất là đẹp. Đó, sân miễn phí, ai muốn ra đánh thì đánh thôi. Sân trống quá trời, không cần phải đóng tiền, không cần phải xin ai hết. Tại vì người dân họ đã đóng thuế vô để làm mấy cái chuyện này rồi mà. Ở bên đây là vườn hồng, với lại có một cái bowling club ở trong này. Có sân golf trong này luôn, sân golf trong này luôn. Vườn này có tên là vườn hồng. Tại vì nó khá là nhiều hoa hồng, đủ màu sắc luôn. Mà như chưa phải mùa của nó hay sao á, nhìn mấy cái hoa nó không đẹp lắm. Ồ, mấy cây màu đẹp nè. Wow, cây đẹp nè. Cái màu của lá này cũng lạ, nhìn như màu bạc vậy á. Nó như một màu bạc vậy á, màu xanh bạc. Này, bên đây cũng có một loại hoa hồng nè. Đây nhiều cây lại lần đầu tiên thấy luôn á. Tiffany đang đi chơi. Tiffany đi chơi. Chơi mà mặt buồn quá vậy. Tại ngủ mới vậy á. Cầm sách ra đây ngồi đọc. Lý tưởng quá. Ở chỗ đây là chơi bowling. Mà cái đặc điểm của trò bowling này á là không phải chơi trong nhà mà là chơi trên sân cỏ. Mình cũng chưa chơi cái trò này lần nào. Đó, mọi người thấy sân cỏ không? Xung quanh có mấy cái ghế ngồi. Trò này chỉ có quý tộc chơi thôi hả? Đúng thiệt, mình chưa chơi lần nào. Với lại trò này không có thịnh hành ở Việt Nam, nó đâu có, đó lần đầu tiên mình thấy luôn á. Thì bên Hồng Kông có chơi trò này hả? Mà mấy người quý tộc ta chơi trò này, ta kia mới biết chứ không biết trò này. Còn mấy người bình thường như mình là chơi bowling 10 pin á. William. Đó. Hả? Cái chỗ người ta chơi bowling mà sao mình ra mình nằm mình lăn lên bò lết mình chơi đây vậy hả? William thích chơi bowling nhúng ba không? Ừ. Cái sân này á là chơi bowling trên cỏ, cái môn này dành cho quý tộc. Đẳng cấp của William là gia đình mình là chưa tới đẳng cấp đó biết chưa? Phần đi ngồi đây. Ông bà ngồi dạ, chắc quên kìa. Mặt mất hồn. Không sao, cỏ êm lắm, cỏ êm lắm. À, mấy cái chụp một hình nó nằm nghẽ này nè.
Thử con kiểu nó nằm ngã nè. Nè, bây giờ coi đứa nào ngã trước nè. Chắc là Tiffany rồi. Nãy giờ William chủ rất là lâu. À, à. Không không. Ê. Lè lưỡi gì vậy? Ngã úp mặt cái lè lưỡi là liếm cỏ luôn á. Will, ngửa mặt lên Will. Chơi gì đó vậy? William. Will. Đừng có tép mặt xuống cỏ. Vô quá. Cỏ ra cho mấy người quý tộc người ta chơi bowling đó mà để ra liếm đâu. Đá nó đi. Không mặt xuống cỏ. Thử chân không có chạy tới em. Cái này là mình nói cho vui thôi chứ còn ở bên này á, mấy cái môn quý tộc hay môn gì gì á. Đây đi đánh golf, đánh golf, chơi mấy cái trò này hay gì gì ai chơi cũng được đó. Cái phí của nó không có cao, đánh golf mình đi đánh hoài cũng được nữa. Rẻ lắm. Ví dụ mình có làm một clip mình đi đeo đánh golf rồi đó. Đánh cả ngày luôn á. Mà như mười mấy hai mấy đồng mà đánh cả ngày luôn á, 18 lỗ luôn á, không cần phải membership gì hết. À, mọi người thấy đi chơi cầm theo bịch cherry. Cherry này là của tỉnh bang BC này trồng luôn. Hôm qua mua 1 ký 3 cherry bán 8 đồng ở Costco, khá rẻ. Mấy bữa đi farm mua cherry thấy nó mắc quá thành ra không mua, vô Costco mua rẻ hơn. Anh chị nào mà qua Mỹ lại Canada du lịch á, tại vì cái Costco này bán rất là rẻ, cho nên thành ra nó phải có membership và membership của nó phải đóng tiền. Một năm nó tầm từ 50 đô đến 100 đô tùy theo cái loại membership. Như cái membership của mình là 100 đô Mỹ là 120 đô ca, ở bên này thì bán 120 đô ca. Thì cái membership đó khi mà mình mua đồ trong Costco đó, nó cũng trả lại cashback cho mình luôn. Cái thẻ Costco của mình mở ở bên Mỹ, cái membership giá là 100 đô. Tuy nhiên cái thẻ Costco đó qua Canada vẫn xài được. Mà mỗi năm mình mua hàng Costco để cho gia đình mình xài và cũng như là ship về Việt Nam á, là cái tiền cashback riêng của Costco cho không là dư trả lại hơn 100 đô tiền membership luôn. Bạn nào hay anh chị nào mà đang làm visa du lịch Canada á, nên renew, nên gia hạn lại cái hộ chiếu của mình, cái passport của mình á, cho nó 10 năm. Tại vì visa du lịch Canada á, nếu khi mà bạn đậu visa á, là họ cấp đến 10 năm lận. Nhưng mà nó phụ thuộc vào cái thời hạn mà cái hộ chiếu mình còn. Ví dụ như hộ chiếu của bạn còn 5 năm mà bạn đi làm visa Canada á, là cái visa Canada chỉ còn cho có 5 năm thôi. Visa du lịch Canada đang duyệt rất là nhanh. Ba của mình vừa mới đậu visa Canada, họ duyệt trong vòng có 1 tuần thôi, rất là nhanh. Những ai mà từng đã đi du lịch nhiều rồi á, đặc biệt là đi du lịch Mỹ rồi á, là khả năng đậu visa rất là cao. Hoặc là những ai đang có tài sản và đang có công việc thì xin visa Canada cũng dễ hơn. Rồi bây giờ chạy qua một cái khu downtown đường Robson của Vancouver để ăn đồ Malaysian, đồ Mã Lai. Cái đường này là mấy bạn nữ thích lắm nè. Cái đường này rất là nhiều đồ Zara. Bất ngờ không? Anh em. Anh em có luôn. Anh em. Forever. Forever có luôn. Sephora. Sephora là mỹ phẩm ha. Aritzia. Aritzia đồ mắc lắm, đừng vô đó. Mà đẹp. Thiết kế rất là đẹp. Nói chung là cái đường đó là đường shopping đó. Rồi đây là cầu Cần Thơ. Lên lao thao là tầng nhà cao tầng, là tầng condo mà. Với lại mấy cái office for lease, mấy cái văn phòng cho thuê. Đất đâu ra mà xây nhà single house ở đây. Ngay khu lao thao mà, lao thao ở đâu cũng vậy. Lao thao mấy thành phố nhỏ nhỏ bên Mỹ, một nhỏ nhỏ bên Canada cũng vậy. Đã lao thao là tầng nhà cao tầng không. Condo apartment. Có nhà này đẹp nè, bằng gương nè. Nhà đẹp nè, nhà này nè, nhà này nè, nhà bên phải nè. Đó. Cái này chắc đang xây nè. Ừ thì cái bên này đang xây rồi. Ừ. Bên này đang xây. Ồ, cái nhà này giống tòa nhà của Chum vậy. Chum bên này chơi thích chơi mấy trò nổi lắm nè. Mấy cái gương màu vàng vàng á, ở Las Vegas á, cái tòa nhà Chum á. Ừ. Nó dùng gương màu vàng, còn này là gương màu màu đồng á, màu Seoul hả? Đào thao Vancouver nhìn cũng khá giống đào thao của San Fran. Nói chung cái đào thao này nhà cao tầng nhìn chật chật chội chội, nhìn chật chội, xe cộ đông đúc, đi kẹt xe.
Chỉ có cái downtown mà mình đã từng ở là không có đông đúc chật chội, đó là downtown của Des Moines. Des Moines, Iowa. Tại vì người dân nó không có đông. Chứ downtown của Chicago, New York, San Francisco, Los Angeles rồi thôi, khỏi nói luôn. Tại nó mấy thành phố lớn. Thì đúng rồi, thành phố lớn. Nhà ở bên Des Moines rẻ kinh khủng. Cái thời điểm mà mình qua năm 2010 á, cái căn nhà nó tầm 100 mấy ngàn. Cái căn nhà lúc đó là tầm 150 ngàn. Bây giờ là sau 8 năm trời nó lên được 200 ngàn. Tại vì đó là vùng quê mà, thành ra cái giá nhà nó tăng không có nhanh. Lời được 50 ngàn à. Cách đây 2 năm nó cũng có 100 mấy chục ngàn. À vậy là mới lên đây hả? Mới lên đây á. Vậy là mới lên đây. À lúc mà cái người bạn của mình bán á, mua 150 thì bán cũng 160, 170. Vậy là mới lên đây 200. Tuy nhiên á, một năm mà cái căn nhà lên 20-30 ngàn á, thì chưa có lời đâu. Tại vì khi mà bán ra mình phải mất cái tiền phí nữa, mất cái tiền phí hoa hồng cho cái người agent bán nữa. Thông thường là tầm 5-6%. Thì giờ 200 ngàn, 6% là hết 12 ngàn rồi. Nếu mà một năm lên 30 ngàn thì trừ hết mười mấy ngàn thì lời cũng mười mấy ngàn, không nhiều lắm. Nói chung những căn nhà ở bên đó mua ở là chính, chứ còn mua mà đầu cơ này nọ thì không có lên nhanh bằng mấy thành phố khác. Tuy nhiên bây giờ mấy thành phố khác giờ giá nhà lên cao quá rồi. Giờ đụng vô không biết là năm sau rồi năm kia nó xuống hay không nữa. Nó không thành lỗ nữa. Trong những cái downtown mà mình đã đi á, thì cái downtown New York là đậu xe mắc nhất thế giới luôn á. Biết Dubai rồi sao chứ mà so với Mỹ là Canada, mình thấy New York là đậu xe mắc nhất. Tại vì những cái bãi đậu xe bên đó nó chạc flat rate, là mới vô là nó chạc 30 mấy đồng. Cái giờ thứ hai á có thể chỉ lên 5-10 đồng thôi, nhưng mà cái giờ đầu tiên là rất là mắc, 30 mấy đồng. Theo mình nhớ cách đây mình đi mấy năm trước là như vậy. Giờ thứ hai thứ ba thì có thể rẻ, cộng thêm mấy đồng thôi. Còn ở bên San Fran á, lại Vancouver này á, thì đậu xe mình thấy cũng chấp nhận được, từ 5-20 đồng, tùy chỗ tùy khu vực. Còn New York là mình đi vòng vòng chơi, mình mới đi mấy cái chỗ mà du lịch của ở bên New York, mấy điểm du lịch nổi tiếng á, mình đậu xe cứ vô cái là chạc 20-30 đồng không à. Thành ra đi du lịch qua New York á, đi Uber là sướng nhất, đi Uber cho nó rẻ, khỏi không tốn tiền đậu xe. Mình cũng đã từng lái Uber bên San Francisco rồi, một tháng kiếm 3 ngàn là chuyện bình thường. Nhưng không biết bây giờ cái thị trường nó như thế nào rồi, nhưng mà cái thời điểm là năm 2014-15 á, mình đã thử lái Uber ở San Francisco rồi. Một ngày lái Uber ở San Francisco kiếm hơn 100 đô. Nếu như mà mình đi mấy chiếc xe mà điện hoặc là những chiếc xe mà hybrid như là Toyota Prius là tiết kiệm được tiền xăng nữa, là lời nhiều. Nhưng không biết cái thị trường lái Uber bên San Francisco là New York bây giờ như thế nào rồi. Hiện tại bên Vancouver chưa có Uber. Nếu mà Vancouver có Uber nhiều khi mình cũng mua Tesla mình chạy Uber á. Tại vì Tesla nó chạy bằng điện. Xăng ở bên Canada này mắc hơn bên Mỹ. Mắc hơn so với tiểu bang Washington là mình thấy mắc hơn khoảng chừng 20-30% á. Rồi đã tới đường Robson. Con đường này bà con đi bộ nhiều lắm. Tại vì dọc con đường này là nhiều shopping mall lắm. Trời nắng nóng tự nhiên nó đẹp ghê. Ừ. Mọi người bận đồ mát mẻ. Bán vui à? Phố đi bộ á má. Dạ. Đây là cái đường đi bộ nha, người ta đang đi bộ mình phải nhường cho người ta. Đụng mấy người đi bộ là mệt lắm. Tesla này phía coi. Ồ, Tesla đây luôn hả? Quá trời người coi kìa. Đó rồi. Đẹp thế sao? Cái chiếc xe Tesla 3 là dòng xe nhỏ mới ra của Tesla, tầm 30 đô Mỹ thôi, là 40.000 đô ca. 40.000 đô ca đó là khoảng chừng 800 triệu. Tuy nhiên mình muốn thêm chức năng hoàn toàn tự lái á, là thêm hai cái option 5.000 là thành 10.000 nữa, là thành 50.000, là tầm chiếc xe gần 1 tỷ. Là chiếc xe Tesla đó hoàn toàn tự lái luôn, mình ngồi trên xe bấm địa điểm là tự động nó chở mình về tới nơi luôn. Chạy bằng điện, một bình điện của nó chạy được từ khoảng chừng 300-500 cây số. Để coi Vancouver này mà mở mấy cái taxi kiểu như Uber rồi á, Grab rồi á, mua Tesla 3 khoảng 50 ngàn chạy ngon á. Tuần một tháng chạy khoảng chừng kiếm ngàn thôi, kiếm ngàn đồng để trả tiền xe thôi là ok. Ngàn đồng thì chạy khoảng chừng 10 ngày, còn nếu có thời gian nữa thì chạy thêm. Là những thành phố lớn như Vancouver, San Francisco, New York là lượng khách du lịch đó, họ đi xe Uber nhiều lắm.
chắc là Uber chưa có làm việc được với chính phủ của Vancouver hay sao á, mà chưa thấy Uber gia nhập vô đây nữa. Uber nằm ở Mỹ, San Francisco, New York lâu lắm rồi. Rồi, đã tới quán rồi, giờ phải đậu xe xong rồi lên cái app điện thoại đó mà trả tiền. Không cần phải trả cắt. Phía bên kia là cho thuê xe đạp tự động luôn. Đây là quán Malaysia Banana Leaf, dịch ra là lá chuối. Quán lá chuối của người Mã Lai. Phía trước quán họ trồng mấy cái bồn hoa cũng khá đẹp. Quầy cũng đẹp ha. Đây là phía trong nhà hàng của nhà hàng Mã Lai nè. Họ thiết kế khá là đẹp. Rồi đó. Khá đẹp. Trên lầu này chưa có ai ngồi. Còn nguyên gia đình mình và đám bạn. Ba Nguyên sảnh trên luôn. Quá đẹp. Ngồi ở này nhìn xuống đường được nè. Đây là tiệm bán trà sữa. Midline quá đông luôn. Bây giờ sẽ qua bên tiệm trà sữa kia mua trà sữa uống. Thì ở bên đây á, khi mà ăn xong là mình phải tiếp. Tiếp thông thường từ 10 đến 20% nói chung là tùy mình. Thì cái bill hồi nãy á, là khoảng 156 đồng, họ cộng tiếp luôn 15%. Tại vì thông thường mà cái bàn mà trên khoảng 5 người á, là mấy nhà hàng họ cộng tiếp luôn 15% cho luôn. Như Mỹ lại Canada thì họ phải tiếp. Có một cái tiệm ramen Hokkaido, nhiều người ăn đông kìa. Bên đây là ăn dessert, ăn ramen xong qua đây ăn dessert luôn. McDonald's có cái đồng hồ 8 giờ rồi. Đây là xe, siêu xe của bạn Thư nè. Bạn Thư ngầu không nha, đây là xe đi chơi của bạn Thư nè. Đó. Trời leo gì, trời xe cao quá. Đây chỉ có hai đứa thôi. Đứa bỏ vợ, đứa bỏ bồ. Mới vừa đi ăn uống vợ con xem đuổi về rồi. Đuổi về hết rồi. Rồi thôi giờ mình đi chơi. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở clip sau.